Kính thưa quý vị, chính thức phát động từ ngày 11 tháng 9 đến ngày hôm nay, quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với thông điệp Chung một tấm lòng vì đồng bào miền Bắc thương yêu tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, ban ngành, đoàn thể, và mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ, dù ít hay nhiều đều được HTV ghi nhận và lan tỏa để góp phần nối dài những yêu thương. Cụ bà Hoàng Thị Ân, ngụ quận 3, năm nay 85 tuổi. Gia đình con cháu đều đi làm, đi học. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng bà vẫn một mình đi xe ôm đến Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để được tận tay đóng góp số tiền dành dụm được với niềm xúc động. Có cái TV, để mà buồn thì mở ra coi, thấy, nghe. Mà từ hồi nghe cái bão thì về miền Bắc, mặt thì buồn lắm. Bởi vì ở ngoài Bắc, tôi cũng ở Bắc, dạ. Thì con gái nó cứ nói thôi để con gọi cho mẹ tài khoản, nó không mẹ thích mà đi cho biết để thấy mấy cô và nó cố gắng đi. Nhận thông điệp từ quỹ Chung một tấm lòng của HTV, kho K334, cục kỹ thuật quân chủng phòng không không quân đóng quân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã cử đoàn cán bộ chiến sĩ kịp thời có mặt tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để cùng chung sức chung lòng gửi đến đồng bào miền Bắc chút nghĩa tình quân dân. Và đây cũng là một trong những nhiệm vụ xác định nhiệm vụ của đơn vị. Cho nên là vừa qua thì chúng tôi đã tổ chức, ngoài cái việc hưởng ứng thì chúng tôi cũng tổ chức quán triệt rồi giáo dục cho anh em về cái tinh thần tương thân tương ái cũng như là giúp đỡ đồng bào, và chúng tôi đã có những hành động thiết thực để mà quyên góp một số cái vật chất rồi một số những cái khả năng trong cái quỹ vốn của đơn vị để mà ủng hộ đồng bào, mong muốn rằng là hỗ trợ đồng bào vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG với số tiền ủng hộ là 2 tỷ 500 triệu đồng, trong đó tập đoàn ủng hộ 1 tỷ đồng và tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của tập đoàn ủng hộ số tiền 1 tỷ 500 triệu đồng đã được quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận vào sáng nay. Là một tập đoàn luôn gắn với các hoạt động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, lần này khi nhận được thông điệp từ quỹ Chung một tấm lòng, IPPG đã có mặt cũng với mong muốn sự đóng góp của đơn vị sẽ kịp thời đến với miền Bắc thương yêu. Đây là một sự đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động của cả tập đoàn IPPG thông qua quỹ Chung một tấm lòng của HTV, và mình cũng mong muốn góp một chút tấm lòng nhỏ gì đó để giúp đồng bào miền Bắc nhanh chóng vượt qua được những khó khăn và mất mát do cơn bão số 3 đã gây ra. Cũng như là cái truyền thống của tập đoàn Liên Thái Bình Dương thì mỗi khi có những sự kiện hoặc là có những cái cả nước có vấn đề thì toàn bộ tất cả các cán bộ nhân viên của tập đoàn đều muốn của ít lòng nhiều chung tay góp sức. Mỗi người thì không đáng bao nhiêu, nhưng mà cả một tập thể thì có thể có được một con số nào đó để có thể giúp cho đồng bào miền Bắc trong trường hợp này có thể sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Là một thành viên của tập đoàn IPPG, cũng là một người con thân yêu của đất nước Việt Nam, cũng rất muốn góp phần chung sức chung tay cùng một phần nhỏ để mà giúp đỡ đồng bào, và theo đúng được ý nghĩa của quỹ Chung một tấm lòng, mỗi anh chị em cũng thể đóng góp một phần nho nhỏ, như một tấm lòng nhỏ nhỏ sẽ chung tay với nhau sẽ thành một cái sự hỗ trợ rất lớn về mặt tinh thần, về mặt vật chất, rất thiết thực cho các đồng bào ngày hôm nay. Thưa quý vị, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục nhận sự ủng hộ vào quỹ Chung một tấm lòng để ủng hộ đồng bào miền Bắc vượt qua những ảnh hưởng và hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Đó có thể là những tập đoàn lớn, những công ty, hay cũng có thể là những lực lượng quân đội, những chú xe ôm, những cựu chiến binh, hay là những người dân hết sức bình thường với mong muốn góp chút tấm lòng đến với đồng bào miền Bắc. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng đó là chút nghĩa tình từ thành phố nghĩa tình, Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến miền Bắc thương yêu.